Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Gian Nhà Phố Bán Nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một lô đất ở Phú Mỹ, nằm trên mặt tiền đường DX024 Phú Mỹ. Diện tích rất là đẹp, chúng ta có thể là xây dựng nhà ở hay là biệt thự mini. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là kinh doanh buôn bán nhỏ cũng được nha quý anh chị. Và quý anh chị cùng xem. Rồi, đây quý anh chị có thể xem ha. Đường trước đất chúng ta là đường nhựa 5m, mặt tiền đường DX024. Đường nhựa 5m, lề đường nữa hai bên thì cũng khoảng gần là 6m nha quý anh chị. Xe ô tô 2 chiều, chúng ta đi rất là thông thoáng. Rồi đây là hình thực tế của lô đất. Đất chúng ta là từ cái vị trí nhà đi qua bên cục điện mấy bên đây nha anh chị. Diện tích là ngang 8, nở hậu 12, dài 43m, tổng diện tích là 417,8m2, có 50m thổ cư. Đây thì xây dựng tự do, quý anh chị có muốn lên thêm thổ cư bao nhiêu nó thì 100, 200m, 300m đó thì bình thường, không vấn đề gì cả. Dân cư xung quanh rất là đông đúc, dân địa phương ở nhiều đó. Theo em nghĩ thì lô đất đây quý anh chị xây một cái biệt thự mini thì rất là đẹp nha. Hiện tại thì em quay đang buổi trưa. Nếu như buổi chiều quý anh chị đi ngang đường này thì dân cư qua lại lưu lượng rất là đông. Chúng ta có thể là kinh doanh buôn bán tạp hóa nhỏ, thuốc tây cũng vẫn được nha anh chị. Rồi hiện tại em đã giới thiệu cho đến quý anh chị một lô đất ở mặt tiền đường DX024 Phú Mỹ. Diện tích rất là đẹp, chúng ta xây biệt thự mini rất là ok luôn. Rồi quý anh chị có nhu cầu xem lô đất này thì có thể liên hệ em số điện thoại là 097 559 5679 hoặc website là giannhaphố.com. Em sẽ dẫn trực tiếp quý anh chị đi xem lô đất này, có thể cho anh chị xem sổ sách trực tiếp. Và giá cả quý anh chị có thể xem phần mô tả chi tiết của bài viết giùm em. Rồi xin chào quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.